Hi, xin chào tất cả các bạn. Quý vị ơi, Giang Hồ Chợ Mới nha. Trong tuần này chúng tôi sẽ up lên kênh YouTube của Nhạc Pro, up một cái hoành tráng nhất trong năm, đó là Giang Hồ Chợ Mới. Nghĩ nghĩ rằng đây là một tâm huyết của tất cả anh em đoàn phim, của đạo diễn, của diễn viên, tất cả ekip. Cho nên là mọi người nếu mà xem Giang Hồ Chợ Mới mọi người thấy hay thì hãy like và hãy share cho nhóm Cà Tưng, để nhóm Cà Tưng và toàn bộ ekip có thêm động lực làm thêm những sản phẩm hay nữa để gửi tới cho quý vị. Xuân Nghị xin cảm ơn rất nhiều. Mr. Tô cũng là đồng nghiệp cũng rất là mến về cái tài năng và cái cách làm việc. Mình cũng đã làm việc hai lần. Cho nên là đây là một cái sản phẩm của Mr. Tô và mình cũng rất là thích, yêu mến. Kèm theo là có ba em cũng là đồng nghiệp của mình, đó là Tân Trề nè, rồi Xuân Nghị và Duy Phước. Con mèo nữa chứ. Con mèo nữa. Thì Tuấn và các Phượng tới đây đến để ủng hộ tác phẩm của 4 người, 5 người đó. Chúc cho Tô là đã có những sản phẩm trên YouTube có tiếng rồi. Ta hay gọi là Mr. Tô là một đạo diễn triệu view. Thì năm sau và những năm tới nữa sẽ là đạo diễn tỷ view. Thật ra làm việc với Tô thì chị gái rất là thích ở chỗ là cái tính làm việc của Tô đòi hỏi rất là cao, có trách nhiệm rất là cao, nóng tính cũng rất là cao. Và trong cái nóng tính đó không hại ai hết. Nói chung là em muốn qua có sản phẩm gì thì chị Cát hay đến để mà ủng hộ các em, với chị Cát rảnh chúc cho các em luôn luôn thăng hoa trong công việc thành công. Mình là Chu Bin, hôm nay rất là vui khi được tham gia buổi họp báo ra mắt phim Giang Hồ Chợ Mới. Thực sự hôm nay một cảm xúc rất là vui, và đây là một bộ phim mà Bin cũng đang ngóng chờ. Bởi vì đạo diễn Mr. Tô là một trong những đạo diễn mà những cái bộ phim mà đã từng ra mắt cho quý vị cũng như là Bin đã từng xem thì Bin rất là thích. Và hôm nay xin chúc cho Giang Hồ Chợ Mới của Mr. Tô sẽ được khán giả đón nhận và thành công. Đặc biệt là sẽ là được 100 triệu view nha. Hôm nay phòng trưởng được vinh dự mời đến buổi họp báo ra mắt phim Giang Hồ Chợ Mới của đạo diễn Mr. Tô. Giống như những lần trước thì phòng trưởng khi rảnh thì sẽ luôn góp mặt để ủng hộ anh em cũng như là chúc mừng anh em. Hôm nay thì phòng trưởng đến đây để xem thử bộ phim này như thế nào. Cảm thấy cũng rất là gây cấn, hấp dẫn. Phòng trưởng cũng không có gì hơn thì xin chúc cho đạo diễn Mr. Tô cũng như anh em ekip phát hành bộ phim này thành công tốt đẹp. Và đã chứng kiến sự trưởng thành của Tô rất nhiều trong cái dòng phim online, nên hôm nay Tô có cái lời mời đến để tham dự cái buổi ra mắt của một cái series mới thì cũng chúc cái phim sẽ đạt được những cái thành công tốt đẹp, cộng với lại là tạo ra được thương hiệu cũng như là tạo ra một nhân tố mới trong cái việc làm phim, và sắp tới có thể là làm những dự án lớn hơn. Cũng xin cảm ơn tất cả những cái lời chúc của các anh chị em nghệ sĩ khách mời đã đến với buổi họp báo phim Giang Hồ Chợ Mới vừa rồi. Và các bạn biết không, bộ phim Giang Hồ Chợ Mới tập 2 sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ 6 ngày 23 tháng 3 năm 2018, có nghĩa là hôm nay là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, còn 4 ngày nữa. Và Tô cũng như là tất cả các bạn sẽ cùng nhau mà mua dép về lót dép ngoài hóng nha. Phim tập 2 sẽ giải mã một cái câu chuyện rất là thú vị về ba anh chàng Sơn Keo, A Chè và Lắc Kêu. Sau khi được anh Vi Cá cho tiền bỏ về quê sinh sống, và bỏ về quê làm gì, đi đâu và làm gì để có thể vực lại được tên tuổi của mình như thế nào, thì tất cả sẽ nằm trong tập 2. Tôi cũng sẽ nói sơ sơ lại, tóm tắt lại câu chuyện về bộ phim Giang Hồ Chợ Mới nha. Câu chuyện hài hước xoay quanh câu chuyện của thế giới ngầm. Tuy vậy phim không hề căng thẳng mà lại vô cùng dễ chịu. Phim mang đến nhiều đạo nghĩa tình cảm anh em trong đời sống, cũng không kém phần hài hước từ chính tính cách của các nhân vật trong phim cùng lối diễn chuyên nghiệp của dàn diễn viên hài khủng cùng nhau tề tụ. Mỗi tập phim là một sự việc, câu chuyện xoay quanh nhóm ba tên lưu manh con là A Chè, Lắc Kêu và Sơn Keo. Những lần va chạm và những tình huống cười ra nước mắt khi đụng độ với các băng nhóm khác trong Chợ Mới như Chợ Cá, Chợ Rau, Chợ Gà, Chợ Tình. Tuy nhiên, kịch bản có nét lôi cuốn riêng khi ẩn sau những tình huống hài hước là một âm mưu tinh vi cần giải mã để giành lại sự bình yên cho khu Chợ Mới. Mỗi một tập phim sẽ là một chiếc chìa khóa để mở ra một cánh cửa mới cho người xem hiểu được câu chuyện đó sẽ như thế nào. Và tôi rất là vui khi được tất cả các bạn đón nhận phim Giang Hồ Chợ Mới của tôi lần này. Có nhiều người bạn hỏi tên ba nhân vật này là do ai nghĩ ra. Dạ, ý tưởng, kịch bản và cho tới tất cả những gì gọi là kinh sát của diễn viên là tôi nghĩ ra. Tất cả mọi thứ, thậm chí tên nhân vật, không phải là chỉ là tên nhân vật A Chè, Lắc Kêu và Sơn Keo, mà là tên của những nhân vật khác, của những đại ca chợ khác. Tuy nhiên rất là buồn khi phim chưa ra kịp thì
có rất là nhiều bạn YouTuber đã vào comment những cái lời nói xúc phạm đến tôi rất là nhiều, rất là buồn. Để có được một cái đứa con tinh thần gửi đến cho tất cả các bạn thì cả ekip đã phải phát óc, đã phải ngày đêm để hậu kỳ dựng phim, chỉnh màu, làm âm thanh để có được một cái bản phim đẹp nhất gửi đến tất cả quý vị khán giả. Chứ không phải đơn giản là mì ăn liền mà chúng ta có thể trụng mì gói xong chúng ta ăn liền. Không phải là đơn giản như vậy. Và bộ phim Giang Hồ Chợ Mới sẽ được phát hành trên kênh YouTube của Nhạc Rồ nha. Và cái thông tin mà tôi biết được là giám đốc Nhạc Rồ vừa mới nhắn tin cho tôi. Anh giám đốc anh nhắn là anh Tô thông báo cho mọi người, cho khán giả cũng như là cho group diễn viên mình là vào 9 giờ sáng thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018 sẽ phát hành tập 2 Giang Hồ Chợ Mới nha. Và khi mà nhận được cái tin nhắn đó xong thì tôi rất là vui. Cho nên làm cái clip này để gửi đến thông báo ngay cho tất cả các bạn. Và các bạn biết không, bộ phim Giang Hồ Chợ Mới này thì sẽ có rất là nhiều chương và mỗi chương sẽ có 4 tập. Và chương 1 Tô đã quay xong xuôi hết rồi, đã quay hết rồi, đã hậu kỳ hết rồi và đã bàn giao qua cho công ty Nhạc Rồ. Tuy nhiên cái phần hậu kỳ mình vẫn phải chỉnh một chút, đôi khi mình vẫn phải chỉnh một chút. Và vì phim mang thể loại giang hồ mà đôi khi có những câu chửi thề là hay là đâm chém là hay là như thế này nọ thì mình phải chỉnh lại như thế nào để có thể hợp lý nhất gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Chứ không đơn giản là tôi quay xong clip này là tôi đăng lên liền, giống như cái clip này tôi quay xong, tôi chỉnh xong rồi tôi sẽ đăng lên liền cho tất cả các bạn xem. Cho nên các bạn không cần phải chờ đợi. Còn một cái bộ phim mà mình đã có một cái sự đầu tư nghiêm túc rồi thì rất là mong quý vị khán giả hiểu và thông cảm cho tụi em nha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và trong tập 2 này các bạn sẽ biết được hai nhân vật mới xuất hiện, đó là nghệ sĩ Lê Quốc Nam. Anh sẽ đảm nhiệm vào vai một nhân vật rất là thế lực ở dưới Nha Trang, đó chính là Lão Nhị. Mọi người đều nghe từ đó giờ, mọi người coi phim mọi người đều biết là lão đại này nọ đúng không? Thì bây giờ trong phim tôi sẽ không có lão đại mà sẽ là Lão Nhị. Còn đại là ai thì tiếp theo là nghệ sĩ Đại Ngọc Trâm. Như các bạn cũng đã biết rồi, chị Đại Ngọc Trâm này là vợ của anh Hoàng Mèo, cũng diễn rất là nhiều chương trình sân khấu rồi, và lần này tôi mời chị Đại Ngọc Trâm về đây vào vai bà Đại, cũng là một bà trùm thế lực ở dưới Nha Trang, kinh khủng lắm. Và hai người này sẽ làm gì bộ ba A Dài Sơn Keo và Lắc Keo thì mời các bạn cùng Tô đón xem tập 2 Giang Hồ Chợ Mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Yeah.